Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel Nghĩa Nam Gamer của mình. Thì hôm nay là mình làm một cái video nữa để mình review về một cái chuyến hàng. Và bên cạnh đó thì ở cái video trước mình đã chia sẻ cho anh em cái skin của chiếc xe Max. Thì hôm nay mình sẽ cho nó thêm một cái đó, một cái bộ mặt rất là đẹp luôn, vặn và bình an nha. Đó, phía sau nó có logo, anh em thấy cái logo. Thì mình để xe lên đã. Hôm nay mình sẽ chở chiếc xe cái ống kim loại, ống sắt gì đây. Bây giờ mình sẽ cho nó kết nối với cái thùng hàng này và chúng ta sẽ trải nghiệm thử là cái map hôm nay nó có gì đặc biệt không nha. Đó, đi lên. Đó. Thì đây anh em. Mình sẽ ngồi vào xe nha. Rồi, dễ xe lại. Đó, nó đã vào rồi. Và khi mà mình gắn skin lên rồi thì nhìn nó xe nó khác liền đúng không em? Thì ở video trước mình đã nói rồi. À, khi mà nó có skin rồi thì chúng ta tha hồ bỏ theo những cái sở thích của chúng ta. Đó, thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm thứ hôm nay là nó có cái map gì đặc biệt không nha. Mình sẽ vào trong vô lăng này. Turn right. Rồi bây giờ mình sẽ về phải nha. Thì mình cái quái gì vậy? Nó bị chặt anh em ơi, cái xe đầu xe nó dài quá. Thì ở cái phía trước mình đã có cái gọi là cái radar rồi, cho nên là chúng ta right. Đi thôi. Đó. Vậy chúng ta sẽ quẹo phải đi lên cái cầu. Cái xăng vận động anh em, cái xăng vận động. Nhìn vào gương chiếu hậu anh em thấy là xe hôm nay mình đó, nhìn vào gương chiếu hậu theo hồn đi nha, rất là ok luôn. Nhìn ok hơn đúng không? Wow, chuẩn luôn. Xe rất là gọi là từ từ lấn chiếm lòng cái đường mình luôn. Rồi thì hành trình hôm nay nó khá là ngắn luôn, nó chỉ có 66 km thôi, cho nên là rất là nhanh. Anh em hãy xem hết video và cùng trải nghiệm với mình nha. Thì hiện tại thì thời tiết anh em thấy là nó đang sương mù, để mình bật lên coi thử còn 5-6 km nữa chạy cũng khá là ok. Rồi mình tắt cái này xuống nha. Đó thì xe Master Star này thì nó xe đầu kéo Mỹ mới nhất, và nói chung là đây là chiếc xe mà rất xịn sò, xịn sò còn còn luôn. Đó nhìn rất là khi mà chạy đó thấy chưa. Ok, thì anh em xem video thì cũng đừng quên là like video giúp mình nha, like mạnh video để ủng hộ mình và đào tạo cho mình cái động lực. Gì vậy? Xin nữa nó chạy. Cho mình cái động lực để mình làm thêm nhiều cái video hay hơn, hấp dẫn hơn anh em. À, thì nó có cái đường mới anh em thấy không? Thì đây là cái con đường mới mà ở cái bản nâng cấp mới này nó mở cho mình. Và cái đường rất là hẹp luôn, phải nói là rất là hẹp luôn. Nhưng mà mình lái quen rồi thì mình lái cũng khá là ok, chẳng có vấn đề gì hết trơn. Bên đây, à bên đây. Anh em thấy bên đây có chỗ bán dưa hấu không? Thấy chưa? Cửa hàng bán dưa hấu thấy chưa? Khá là thực tế luôn, khá là thực tế. Nói chung là bản nâng cấp đợt này phải nói là càng ngày nó cho mình những cái trải nghiệm thật là thú vị hơn. Mình thấy cái map nó nâng cấp lên, nó gọi là nó phát triển vượt bậc hơn từ game Burst Button. Thì mày cũng là một nhà sản xuất, nhưng mà thường thì những cái sau nó lúc nào nó cũng gọi là
nó tốt hơn và nó đầy đủ hơn cái trước, cho nên là đây từ game này mặc dù mới ra nhưng mà anh em cũng thấy đó, chất lượng đồ họa rồi giao thông cũng như là những cái nâng cấp lên nó khá hơn rất là nhiều. Right. Xem ra chúng ta đi vào cái chỗ rẽ bên tay phải này, thì hiện tại là như anh em cũng biết rồi đó, đây là đường mới nha, trời ơi rất thích những cái con đường này như này luôn em ơi, đi rất là ả luôn. Phía bên phải là một trung tâm thương mại rất là lớn luôn, thấy không, trung tâm thương mại lớn nha. Đó, map map đó đã thay đổi rất là nhiều luôn, nó đã nâng cấp lên ở một cái tầm cao mới và phải nói là rất đáng để mà cho anh em trải nghiệm. Thì như mình đã nói ở những video trước rất rất lâu, thì từ game này không sớm gì muộn cũng sẽ nâng cấp lên và làm mod skin các kiểu, nhưng mà đồ họa thì anh em nhìn thấy bây giờ cũng đâu có thua kém gì mà qua sau từ game ET2 từ WC đúng không? Ở những cái khúc những cái cầu này rồi những cái đường hầm nó có những cái hình ảnh graffiti rất là đẹp luôn. Rồi đó thì tha hồ chúng ta trải nghiệm nha, anh em cứ cứ chơi nhiều thì anh em sẽ trải nghiệm dần dần hết, xem những cái map này nó ok nó đẹp như nào đó. Thì chúng ta gần tới rồi anh em ơi, đó bây giờ chúng ta sẽ vào đó, anh em thấy không, đây là cái đường vào cảng này, như là đường vào cảng đúng không? À, đây là cái cảng hay là trạm thu phí gì ta? Mình tưởng thôi cảng, nếu mà cái cảng là nó khác hơn. Vào giờ mình sẽ quẹo phải chỗ này nha. Đó. Rất 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 là tuyệt vời, nó là đẹp. Đó, mình sẽ quẹo xuống theo cái chúng đúng xem Exit sao. right. Ok. Đi từ right. Chỗ nào? Xuống nào? Thì chúng ta sẽ vào cái công ty, hình như vào công ty NK gì vừa trước mình có review đó. What the hell? Cái công tên công ty nó có tiếng Nhật luôn anh em. Ok, thì mình đã thấy cái Google Map nó đã nằm ở khúc cua phía bên phải, tay phải, thì chúng ta sẽ vào đó nha. Đèn xanh đèn đỏ, ok, mình chờ đèn đỏ thôi anh em ơi, chờ đèn đỏ thôi, nó hết thì chúng ta sẽ đi nha. What the hell, nó đi nó tông mình nó ghê anh em. Turn right. Trời ơi. Rồi mình đi lên luôn. Đó, đèn xanh bật lên này. Trời ơi, ẩu quá. Trời ẩu luôn sao giờ. Ok, thì cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha, và rất mong anh em sẽ like video cũng như là chia sẻ video và đăng ký kênh nếu mà anh em chưa đăng Turn ký, right. và đừng quên nhấn thêm cái chuông nữa để nhận thông báo những cái video mình làm cho tới, thì anh em sẽ được trải nghiệm và theo dõi đầu tiên nha. Thì anh em cứ comment những cái góp ý của anh em về cái game này cũng như là mong muốn mình làm như thế nào thì anh em góp ý nha. Ok, thì cảm ơn em rất là You have nhiều và hẹn mọi người ở reached your destination. video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.